Ngày 30 tháng 3, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Phong Nhã cho biết, có hơn 1,9 triệu thuê bao đã chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định, chiếm khoảng 51% tổng số thuê bao cần chuẩn hóa trên hệ thống. Như vậy, hiện vẫn còn khoảng 1,8 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định. Và trong hôm nay, ngày 31 tháng 3 là ngày cuối cùng để các thuê bao chuẩn hóa thông tin nếu không muốn bị khóa. Theo thống kê của Cục Viễn thông, gần đây trung bình mỗi ngày có khoảng hơn 100.000 thuê bao đăng ký chuẩn hóa thông tin cá nhân. Với tiến độ này, sau ngày 31 tháng 3, khoảng 1,6 triệu thuê bao sẽ bị khóa một chiều. Ông Nguyễn Phong Nhã cho biết, khi thuê bao bị khóa một chiều, khách hàng chủ động nhắn tin tới số 1414 với cú pháp TTTB để biết thông tin thuê bao của mình đúng chưa, để chủ động cập nhật, hoặc gọi điện đến số điện thoại chăm sóc khách hàng của các nhà mạng để được hỗ trợ. Ngày 31 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố 5 đối tượng là nhân viên thu hồi nợ công ty cổ phần kinh doanh F88, công ty F88 về tội cưỡng đoạt tài sản. Do vụ án đang trong quá trình điều tra mở rộng nên công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa cung cấp danh tính của 5 người này. Liên quan vụ việc trong cùng ngày, công ty F88 cũng thông tin về vụ việc này. Theo đó, ngày 23 tháng 3, công ty F88 nhận được thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 5 cá nhân là nhân viên thu hồi nợ. Đối với 5 cá nhân còn lại, đến nay F88 chưa nhận được thông báo chính thức về việc khởi tố. Đối với hành vi cưỡng đoạt tài sản của các cá nhân bị khởi tố, F88 khẳng định công ty đã có quy trình quy định, chế tài chặt chẽ trong hoạt động thu hồi nợ, đảm bảo tuân thủ pháp luật. Các cá nhân có hành vi vi phạm quy định của công ty và quy định của pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Công ty không bao che cho các cá nhân sai phạm. Sáng ngày 31 tháng 3, Thượng tá Hà Tấn Phú, trưởng công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Gia Lai di lý đối tượng Giang Jong-gu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn VN, 47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, về Công an thị xã để điều tra hành vi giết hại chị M, kế toán công ty, 30 tuổi, ngụ phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên. Theo đó, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Gia Lai phát hiện một người đàn ông có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương truy tìm, nên đã theo dõi, nắm thông tin. Đến khuya ngày 30 tháng 3, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Gia Lai xác định ông Giang Jong-gu đang có mặt tại phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai nên đã khống chế bắt giữ người này. Dự kiến trưa ngày 31 tháng 3 sẽ di lý đối tượng về đến Công an thị xã Tân Uyên. Lực lượng chức năng sẽ triển khai biện pháp nghiệp vụ, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trước đó, ngày 29 tháng 3, đồng nghiệp phát hiện chị M tử vong với vết cắt trên cổ tại công ty trách nhiệm hữu hạn VN, nên trình báo cơ quan công an. Được biết nạn nhân hiện đang mang thai tháng thứ 2 thì xảy ra vụ việc đau lòng trên. Ngày 30 tháng 3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xác minh làm rõ vụ hai người dân bấm được 4 biển số xe siêu đẹp tại công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ. Công an tỉnh Đồng Nai đã cử cán bộ xuống công an xã Sông Nhạn, tiến hành niêm phong các thiết bị máy móc phục vụ việc bấm biển số để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, mạng xã hội đăng tải thông tin hai vợ chồng đến trụ sở công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để bấm biển số xe. Người chồng bấm ra biển số 60B6-88889 cho chiếc xe hiệu Suzuki RGV120 và biển số 60B6-88886 cho xe SH150Y, trong khi người vợ bấm được biển số 60B6-88888 và biển 60B6-88868 cho hai chiếc xe cùng mang nhãn hiệu Gia. Tình trạng sạt lở ở nhiều địa phương thuộc đồng bằng sông Cửu Long ngày càng nghiêm trọng và diễn ra quanh năm, không còn theo mùa. Đang là cao điểm của mùa khô, nhưng nhiều hộ dân sống ven bờ biển từ cửa Bồ Đề đến Hốc Năng, dài khoảng 11 km, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, vẫn sống trong tâm trạng lo âu. Cư dân địa phương có nhà ở khu vực sạt lở giải thích: thời tiết mùa khô năm nay có nhiều bất thường, các kỳ triều cường dâng rất cao, gặp khi gió mạnh sóng lớn vỗ vào bờ làm sạt lở hết nhà cửa. Qua thống kê, Cà Mau có nhiều khu vực bị sạt lở chiều dài khoảng 132 km.
Tương tự, nhiều hộ dân sống phía sau đê biển Đông, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cũng đang lo vì đê biển trước nhà rất mong manh. Còn tại bờ sông Mỏ Cày thuộc thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, nhiều người dân cho biết luôn trong tình trạng bất an bởi khu vực cặp bờ sông bị sạt lở, chiều dài khoảng 680m. Đoạn sạt lở tạo hàm ếch, hố sâu nguy hiểm, ăn sâu vào đất liền từ 3 đến 5 mét. Tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành cũng vừa xảy ra vụ sạt lở kéo dài 30m, sụp đường giao thông rộng 7m, làm đứt đoạn đường giao thông nông thôn. Trước tình trạng sạt lở bờ sông, đê biển ngày càng nghiêm trọng, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang tìm giải pháp bảo vệ diện tích rừng phòng hộ ven biển, bảo vệ hạ tầng và khu dân cư. Ngày 30 tháng 3, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bứa tạm dừng hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh hai khối 6-7, dự kiến diễn ra vào ngày 2 tháng 4 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và công viên nước Đầm Sen. Thay vào đó, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bứa phải tiến hành rà soát, điều chỉnh kế hoạch thực hiện, gửi về Phòng Giáo dục Đào tạo để được thẩm định và phê duyệt. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hóc Môn sẽ làm việc với hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bứa để rút kinh nghiệm trong công tác quản lý cũng như truyền thông đối với các hoạt động giáo dục. Trước đó một ngày, dư luận xôn xao trước tin nhắn của hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bứa gửi vào nhóm trao đổi thông tin với giáo viên có nội dung bằng mọi giá giáo viên phải cho học sinh tham gia đầy đủ, lớp nào sĩ số đi ít quá sẽ xem xét đánh giá thi đua quý 2 đối với giáo viên. Tổng chi phí của chuyến đi là 400.000 đồng một học sinh, đi và về trong ngày. Học sinh viết bài thu hoạch phục vụ cho môn giáo dục địa phương. Theo AP, ngày 30 tháng 3, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị các công tố viên ở Manhattan, bang New York truy tố. Ông Donald Trump là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên đối mặt với cáo buộc hình sự. Sự việc này đã cản trở nỗ lực của ông trở lại Nhà Trắng vào năm tới. Các cáo buộc vẫn chưa được công bố, nhưng cuộc điều tra tập trung vào các khoản thanh toán 130.000 đô la Mỹ được cho là của ông Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 nhằm bịt miệng Stormy Daniels, diễn viên đóng phim 18+, có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với ông Trump. Các công tố viên cho biết họ đang làm việc để buộc ông Trump tự nộp mình. Điều này có thể xảy ra vào đầu tuần tới. Hiện chưa rõ cáo buộc này có dẫn đến án tù với ông Trump hay không. Bản cáo trạng là kết quả nhiều năm điều tra về các giao dịch kinh doanh, chính trị và cuộc sống cá nhân của ông Trump. Ông Trump đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và đã nhiều lần công kích cuộc điều tra, gọi bản cáo trạng là cuộc đàn áp chính trị và dự báo sẽ gây thiệt hại cho đảng Dân Chủ vào năm 2024.